Ôi, xưa này cái chốn văn phòng luôn luôn lắm chuyện, để chị em chúng ta hống hớt. Mình nhận thật là cái tính mình thích thống drama, mà xung quanh mình cũng nhiều người giống mình. Nên dù lương ở công ty không phải quá cao, nhưng mình vẫn yêu công ty lắm. Đâu có dễ mà tìm được môi trường làm việc hợp gu đến vậy đâu. Nói đùa vậy thôi, chứ nguyên nhân chính để mình và nhiều đồng nghiệp quyết tâm gắn bó với công ty thì có lẽ đến hơn 50% là vì phu nhân của tổng giám đốc. Chị Linh không hề làm trong công ty, nhưng ai cũng biết chị chị chưa từng can thiệp vào công việc của chồng. Bản thân chị cũng làm ăn kinh doanh rất tốt. Cái khiến ai ai cũng quý chị có lẽ là do cái tính quan tâm chăm sóc nhân viên của công ty chồng. Đầu tiên phải nói là đồ ăn, khăn giấy, cà phê, trà hà, bánh kẹo mà hàng tháng công ty phát cho nhân sự đều là chị tài trợ hết. Các ngày lễ đều có quà cho mọi người. Hàng tuần mỗi chiều thứ sáu đều có cà phê cho nhân sự nam và trà sữa cho chị em phụ nữ. Toàn bộ đều là tiền túi của chị tất nhiên ai cũng hiểu chị rất nhiều tiền nhưng mà việc chăm sóc cho nhân viên của công ty chồng đâu phải việc chị phải làm đâu nói về sếp của chúng mình thì anh vẫn là còn trẻ nhưng là một người có tài trong công việc thì chúng mình vừa nể vừa quý anh nên hầu như ai cũng muốn gắn bó lâu dài với công ty duy chỉ có một điều vì anh còn trẻ nhưng lại thành công sớm nên không thiếu ông bướm vây quanh bản thân anh có đào hoai không thì chúng mình không biết nhưng chắc chắn là anh rất được lòng phái nữ không ít lần anh phải tìm cách nhờ các trưởng phòng quản lý cấp cao khác gặp mặt đối tác nữ giúp mình vì đối phương tỏ thái độ muốn bật đèn xanh với anh. Nói chung cũng không hoa, khi nói anh đi đến đâu là có người để mắt đến đấy. Chị Linh thì là người phụ nữ mà chúng mình rất nể, khi mà chồng mình như vậy, nhưng mà không thấy chị ghen bóng ghen gió bao giờ, chị chỉ ghen hẳn hoi mà thôi. Tức là nếu thật sự có vấn đề hoặc chớm có nguy cơ chị mới phải sắn tay vào công cuộc đánh ghen. Gần đây nhất là chuyện cô thư ký của sếp mình. Đây cũng là drama bửu nhất dạo gần đây ở công ty. Con bé Ánh thư ký mới về làm được một năm, nhưng mà đã nhâm nhe, lật đổ bà cả để chen chân vào làm dâu hào môn. Ánh vốn làm ở công ty, ở phòng trợ lý, nhưng mà do anh thư ký của sếp nghỉ làm sang định cư nước ngoài, nên ánh tạm thời làm thay vị trí đó. Sau một khoảng thời gian, phần vì ánh làm tốt công việc của mình, phần vì công ty đang không có biên chế tuyển nhân sự mới, nên ánh cứ thế làm thư ký cho sếp tổng từ đó đến giờ. Anh sếp của chúng mình có một cái vừa là điểm mạnh, nhưng cũng là điểm yếu. Đó là cái cách nói chuyện của anh rất có duyên, và hầu như phụ nữ rất thích cái kiểu cách đó của anh. Có lẽ cũng bởi cái này mà con bé Ánh nó phải lòng anh. Cái Ánh rất hay nhắn tin riêng cho sếp không liên quan đến công việc. Mấy lần chị Linh bắt được rồi, nhưng mà chị thấy anh không quan tâm. vả lại giờ thì vị trí của cái Ánh hơi khó để thay thế, nên chị nhà cũng không muốn nặng nề gì. Thế nhưng cái Ánh thấy vậy lại càng được đà lớn tới. Có lần đi công tác, nó còn cố tình đặt một phòng khách sạn để ở cùng với sếp mà. Còn cái chuyện là mỗi lần đi công tác hay ký hợp đồng thì sếp mình đương nhiên phải đi cùng cái ánh. Thường thì anh Toàn tự lái xe chứ không thuê lái xe. Xe cũng là xe của nhà nên cái ánh sẽ phải ngồi ghế dưới. Anh mặc định ghế phụ là chỗ của chị Linh nên ai lên xe anh đều biết. Biết ý tự động ngồi xuống ghế sau. Ấy vậy mà nghe kể lại là mấy lần cái ánh lên xe xong cố tình ngồi ở ghế phụ rồi để quên lúc thì cái cặp tóc lúc thì vòng tay, khi thì son, khi thì hợp phấn. Lần đầu thì chị Linh bắt được có nói chuyện với chồng. Thế nhưng mà khi chị biết đồ để quê là của ánh thì chị lập tức hiểu ra vấn đề. Hơn nữa đối tượng lại rất hay quên thì chỉ có thể là cố tình để cho chị nhìn thấy. Ánh dục tốc bất đạt, bản thân cũng chả có quan hệ gì mờ ám với sếp nhưng lại muốn vợ chồng người ta lục đục để thừa cơ chen vào. Thế nhưng mà khổ, nó nghĩ mình khôn ngoan chứ mấy trò mèo đó sao lại được với chị Linh. Bữa đó chị Linh lên tận công ty, mang toàn bộ đồ để quên của ánh, đến trả cho nó trước mặt toàn bộ nhân sự của công ty. Chị nói nhẹ nhàng nhưng mà thâm sâu Ai nghe cũng thấy sướng cái lỗ tai Anh ơi Đây là đồ của em để quên trên xe chị nè Chị gom lại rồi mang trả cho em một lượt Khổ Còn trẻ mà hay quên quá vậy Sao em chú ý nha Anh Kiên cứ bảo chị vứt đi Nhưng mà thôi chị cứ mang trả cho em Mà em nên cẩn thận Chị cũng thấy em hay nhắn tin cho anh Kiên lúc nửa đêm Anh nhà chị khó tính lắm Em cứ bừa bãi thế Anh ấy mắng cho là khổ thân Chị vừa dặn mặt là chị biết hết trò mèo của anh Lại vừa nói là anh Kiên chẳng để ý đến nó đâu Cũng như khẳng định mấy cái việc nó làm Không xi nhê gì với gia đình chị hết Một mũi tên trúng ba đích luôn Sau đó cái ánh mất hết mặt mũi ở công ty Ai cũng biết là nó đang à ơi Định chen chân vào gia đình sếp Nên chắc chắn không yên ổn nổi Ở cái chốn văn phòng này Bây giờ thì nó nộp đơn thôi việc rồi Đang đợi bàn giao thôi à Bởi mới nói làm việc đàng hoàng thì không thích Thích làm trà xanh Thì sớm muộn cũng nhận lại kết cục xứng đáng như mánh vậy đó cho mọi người giờ giới trẻ cứ bị làm sao ấy, mọi người ha kiểu như là thấy mình hợp gu một cái ấy, là một hai kiểu gì cũng phải tán được mình làm người yêu nó mới chết chứ em là hàng giáo viên thực tập vừa được phân công về làm một trường cấp 3 lớp em dạy thì chủ yếu là lớp 12 các em ấy cũng khá căng thẳng trong học tập nên khi vào lớp em cố gắng tạo ra không khí vui vẻ trong học tập cho cả lớp để các em đỡ áp lực với cả môn em dạy cũng là môn phụ thôi nên không phải căng não nhiều như mấy môn chính kia nên cũng nhẹ nhàng Trời má ơi, cái hôm đầu tiên nhận lớp vừa bước vào lớp đúng kiểu, hiệu ứng ánh sáng luôn mọi người. Spotlight này là của em chứ chẳng hề có ai khác. Em chính thức trở thành trò đùa của lớp học vì vừa bước vào cửa đã vội ngã vào lòng một em học sinh trong lớp. Ôi má ơi, ta nói hả nó quê mà nó đội 10, cái quần cũng chưa hết nhục nữa này trời. Cậu học sinh đỡ em vào lòng tên là Thành, học sinh ham chơi lười học trong lớp. Thế là cả lớp nó ồ lên ca tháng, cô ơi cô chưa dậy mà đã điêu đứng đổ lên đổ xuống trước hot boy lớp em như thế này rồi thì hỏng được cô ơi em thành thì cũng có vẻ ngại ngùng thấy các bạn trong lớp trêu thì giận quá hóa thẹn hay gì á xông xáo chửi mấy đứa bạn rồi bỏ chạy ra ngoài ngay em cũng chẳng để ý nhiều gạt qua mọi sự xấu hổ thì em cũng trải qua được ngày ngại ngùng đó ủa thế mà tới tối nhà chẳng biết sao mà thành lại tìm được facebook của em nhắn tin hỏi hang em như là thân thiết lắm luôn á em cũng chỉ rep lại xã giao với mấy câu hỏi được đề ra mà càng trò chuyện kiểu xã giao như thế thì em lại càng phát hiện ra thành và em lại có nhiều điểm chung đặc biệt tới khó ngờ khiến em cứ nhắn mà cười tủm tỉm vì gặp được người đúng tần số với mình không ấy xong cả hai đang trò chuyện vui vẻ cái tự dưng thành nhắn tin hỏi xem em có người yêu chưa Câu hỏi này vô cùng tế nhị, bởi vì 25 năm qua em chưa yêu ai bao giờ, em cũng nửa đùa nửa thật nói với Thành, cô á, cô chưa, cô còn đang sợ ế đây này, giờ chỉ đang chờ nửa kia cuộc đời tìm đến rồi làm một đôi thôi, chưa độc thân lâu cũng chán. Ê nhưng mà nha, thấy em nhắn vậy xong thì Thành gửi ngay cho em cái icon trái tim các thứ, khiến em hẳn đi khoảng chừng là 30 giây, chưa quen với nhịp điệu thì đớp luôn câu, thế cô nghĩ sao về em ạ? À? Ủa, về phương diện học tập thì câu trả lời này, nhắn cái là xong. Cơ mà nếu vẫn là câu này mà đặt trong trường hợp tình cảnh của câu hỏi trước thì nó không đúng lắm thì phải. Em vội vàng cắt ngang cuộc trò chuyện rồi dục Thành đi học bài. Nhưng mà Thành vẫn khăng khăng với ý muốn. Cô cho em cơ hội đi. Cô là gu của em đấy. Từ hôm đầu tiên gặp cô, em đã thích cô lắm luôn rồi. Thôi nha ba, tí tuổi tranh bày đặt cô là định mệnh của em nhưng mà hình như là thành nghiêm túc với em lắm hay sao ấy mọi người sáng ra em vừa vào lớp dạy tiết một thì nào là bánh rồi sữa rồi ti tỉ thứ đồ ăn vặt được thành để dưới gầm bàn cho em với lời nhắn của mess cô ăn đi đừng để bị đói cô cứ tự nhiên coi em và bọn trong lớp này vô hình đi cô ạ à. đứa nào hóng hớt để em xử nó cho xong có bận mà em quên mang ô các thứ á ui má ơi nó ngôn tình lắm luôn thành đứng dưới sân trường gọi với lên tay vẫy vẫy cái ô đúng chất ngôn lù đời thực luôn sự quan tâm của Thành ngày càng khiến em thêm cảm kích cậu học sinh này. Thêm cái nữa là tuy mang tiếng nghịch ngợm cơ mà nếu chú tâm học hành thanh niên này cũng là một học sinh ưu tú đó chứ. Ít nhất cũng là từ khi mà thề thốt với em học hành chăm chỉ để được em nhắn tin cho mỗi ngày. Mà trong quãng ngày em đi thực tập tại trường xảy ra không ít drama với em đặc biệt là với cô giáo dạy toán của lớp. Cô này thì ghét thành ra mặt luôn mà mỗi khi họp nghe đánh giá nhận xét về học sinh từ em ấy. Cứ em vừa chỉ ra điểm tốt, điểm chưa tốt của Thành là cô lại bảo em thiên vị, lấy lòng học sinh có điều kiện, Ủa Rõ ràng em có đề cập tới điểm xấu luôn ấy Thế mà vẫn nói thế được thì chịu rồi Nhưng Thành không chịu nha chị em Hôm bữa em nghe bảo cô giáo dạy toán trên lớp trực tiếp phê bình em trước mặt cả lớp Kiểu bảo em là đi dạy thực tập nhưng không biết điều ấy Thế là bị Thành cơm bát cho ước ước không nói được gì luôn Thành còn hùa vào với cả lớp để tranh cãi bảo vệ em Nào là cô Hằng là cô giáo thực tập Nhưng biết làm cho học sinh thoải mái Không áp đặt giống cô Lúc nào cũng coi mình là nhất, con mình là nhất Để áp đặt lên học sinh Ui, Biết là nói thế với cô giáo thì kiểu gì cũng bị nhà trường trách phạt. Nhưng mà tự dưng thấy Thành còn trưởng thành hơn cả mấy thằng bạn trẩu tre của em ấy. Hay là giờ em đợi Thành thi tốt nghiệp xong rồi tiến đến một mối quan hệ xa hơn. Thay vì là cô giáo và học sinh thì Thành người yêu được không mọi người ha? Thành quá tốt ở cái độ tuổi em ấy còn đang lông bông vui chơi đó. Hay là cứ liều đi mọi người ha? Mình có cậu em họ học lớp 7 tên Tuấn. Cả nhà Tuấn ở với ông bà không biết ông bà và cô chú đã dạy dỗ tuấn thế nào mà mình luôn cảm giác nó già hơn trước tuổi hiểu chuyện cực kỳ và rồi thì mình cũng hiểu lý do vào cái đợt mình dỗi bố mẹ chạy sang ở nhà ông bà và chứng kiến gia đình tuấn đã sống như thế nào phải nói thêm, nhà mình và nhà Tuấn cách nhau 10 km, mỗi lần gia đình mình đều xuống ông bà chơi. Mình với Tuấn cũng ít nói chuyện, đơn giản vì hai đứa cách tuổi hơi nhiều. Mình còn là con gái nữa, Tuấn của đứa em gái cách nó 5 tuổi. Nó làm gì cũng nghĩ đến em trước tiên. Nó cho em ăn, trông em, dỗ em nếu em khóc, thậm chí là dỗ con bé ngủ khi con bé còn nhỏ xíu xiu Mình ở tuổi đấy vừa trông em vừa dành đồ chơi với em chứ không nhường nhịn được đến vậy đâu. Mình mà nhường thì mặt mình nó còn xị ra như cái bít tất, chưa chẳng vui vẻ ôn hòa như thằng bé đâu Từ ngày nó học lớp 6 Nhà có cổ Thằng bé đã loi cho giúp các mẹ nấu cơm rửa bát Thay vì nằm trong phòng chơi điện thoại cùng những đứa trẻ khác Ngày ông nội mất Tuấn không chơi một giọt nước mắt Lúc đưa tang ông Mình nghe thấy nhiều người bảo Thằng bé này vô cảm thật Ông nội mất mà không chơi một giọt nước mắt Còn với cháu thế là không được Người ta đâu có biết hậu sự xong xuôi Tuấn chạy ra vườn khóc một mình Trông đến tội Tuấn lên lớp 7 hôm đó mình có ca học thêm buổi tối nên mình với lũ bạn rủ nhau lượng lờ ăn uống rồi ra sân bóng xem bọn trẻ con chơi bóng chuyền. Mình khá bất ngờ khi gặp Tuấn đang chơi bóng ở đó. Tuấn cao lớn nhất cái đám đó, chơi cũng đỉnh, đỡ bóng siêu đẹp siêu hay. Trong đội của nó có một thằng bé lót cha lót chất, còi bé nhất, cũng là đứa chơi kém nhất mỗi lần đến phiên đội phát bóng tuấn luôn bảo những đứa khác cho thằng bé kia phát bóng không chỉ vậy mình còn thấy tuấn luôn chạy lại gần chỉ bảo điều gì đó rất cẩn thận cho bạn mỗi lần phát qua lưới thằng bé luôn chạy qua xòe ngón tay cái tán dương nhóc kia trừ đối đích xong đuổi không qua lưới cả đội ồ hồ lên chán nản chỉ mình nói là chạy qua hỏi thằng bé phát bóng kiểu đấy tay có đau không chưa hết nha Thằng bé cũng rất quan tâm đến bạn bè ở đội bên cạnh. Có lúc đội bên có đứa trượt chân ngã, thằng nào cũng đứng cười ngặt nghẽo Duy có một mình Tuấn chạy qua hỏi thằng bé vừa ngã rằng quần có bị rách không. Trong suốt mấy hiệp, Tuấn luôn chạy qua chạy lại phía sau, nhắc nhở và nhường bóng cho bạn. Có những lần bất kể bản thân hay đồng đội lỡ trượt, thằng bé đều không hậm hực gì mà chấp tay rồi cười cười với bạn bè. Mình để ý Tuấn chơi thể thao mà điềm tĩnh lạ thường. Tên nhóc này không quá rối trích như những đứa trẻ khác mà luôn để ý như người bạn của mình chơi bóng và chỉ đỡ bóng khi nhà bạn bóng cho mình, dù chính nó cứu rất nhiều pha bóng, càng không có chuyện nó tranh đập bóng hay chửi mắng những đứa khác khi chúng đánh trượt và làm đội nó thua, thằng nhóc đó mới lớp 7 á, mà đã ấm áp như vậy, khiến cả đám lớp 11 tụi mình đều bất ngờ. Trước đó mấy hôm tụi mình sắp phải thi bóng chuyền mà đứa nào cũng chơi ngu à nên phải ở lại trường tập. Trường mình lúc tan buổi chiều hay có mấy đứa cấp 2 vào chơi bóng trổ, bóng chuyền. Tụi mình đang chơi thì bọn cấp 2 đến chơi. Cả sân có hai cái sân bóng chuyền thì có nhóm khác và tụi mình chơi hết rồi. Có thằng bé trong nhóm cấp 2 mới đến thấy tụi mình chơi dãy nảy lên. Vãi, thế này thì đợi đến bao giờ? Tuấn bảo thằng bé, yên, việc gì mà phải xồn xồm lên thế, để tao. Nói rồi Tuấn ra hỏi mình, chị Tuyền, các anh chị chơi đến bao giờ thì xong ạ? À? Mình bảo chắc phải 10 phút nữa à, bọn chị tập cho có ấy mà. Thằng Tuấn gật gật vân dạ rồi chạy ra bảo lũ bạn, đợi 10 phút thôi, không đợi được thì về. Tụi nó tiếc buổi chơi nên cả đám đợi bọn mình. Trong 10 phút đấy, Tuấn còn nhặt bóng cho tụi mình liên tục đến chảy mồ hôi. Nó còn dạy tụi mình nên đánh bóng thế nào cho đúng mà không bị đau tay. Mấy cái động tác rất cơ bản mà tụi mình cũng không biết, vì lúc học đâu có quan tâm. Tuấn chỉ cho tụi mình mà không hề tỏ ra trên cơ hay khinh thường, ngược lại còn khích lệ tụi mình và rất kiên nhẫn chỉ bảo. Có đứa trẻ con nào mà lại tốt được như vậy hết trời? Mấy tháng sau khi mình ở nhà ông bà vì dỗi bố mẹ, sinh hoạt cùng gia đình Tuấn, mình mới biết tại sao Tuấn lại có thể cư xử như vậy. Tuấn trái ngược hẳn với người bố của mình, chú ấy rất cọc cằn, mặt mày lúc nào cũng lầm lì, mở miệng là chửi vợ con kiểu cái lũ vô học, chúng mày có làm được không? Chú còn rất hay uống rượu, mỗi lần say về là vật vả, may là không đánh vợ con, cô bảo cả nhà chỉ có thể dựa vào tuấn cô luôn động viên tuấn phải cố gắng để chờ tương lai nhất định không thể giống bố bà thương tuấn lắm nhiều hôm chú đi uống rượu về bà còn đuổi chú ra khỏi nhà để không làm ảnh hưởng đến tuấn đang chuẩn bị cho cuộc thi khoa học kỹ thuật ngoài chú ra tất cả mọi người trong nhà đều yêu thương tuấn dành cho tuấn những thứ tốt nhất dù người ngoài có nói về em như thế nào mình hỏi tuấn sao có thể cam chịu được như vậy thì thằng bé bảo sống tới tốt mà chị không phải nghĩ nhiều ai cũng nhẹ lòng Em không làm Mai vất vả hơn vì em, càng không sợ bị ăn đòn. Em cũng muốn được gia đình yêu thương nữa. Rồi nó cười hì hì. Mình thật sự nể phục sự tích cực và trưởng thành của cậu bé này, sống trang hòa như vậy. Có lẽ bản thân Tuấn cũng thấy nhẹ nhõm, thanh thản, ấm áp. Dù thiếu đi tình thương của người bố, mặc dù chỉ là những chi tiết nhỏ, nhưng để ý kỹ thì mình thấy đứa trẻ như Tuấn thật sự rất đáng trân trọng. Hy vọng cuộc sống tốt đẹp trong tương lai luôn đón chờ em. Người ta bảo thanh xuân của một người con gái trôi đi nhanh lắm ấy thế mà vì quá yêu một người Mình đã không màng điều gì Để rồi giờ ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt Tuổi hờn xót xa số phận bạc bẽo Mình và anh đều là những sinh viên tỉnh lẻ Lên thành phố học tập trở ở lại lập nghiệp Yêu nhau từ thời còn là những sinh viên năm thứ tư đầy hoài bão và ước mơ Tới khi ra trường đi làm, anh thủ thủy rủ mình về sống thử góp gạo thổi cơm chung cho tiết kiệm chi phí. Với lại đằng nào hai người sau này chẳng lấy nhau. Có gì đâu mà còn ngần ngại. Sau khi suy nghĩ kỹ và cũng vì quá yêu anh, mình gật đầu đồng ý. Cuộc sống cứ thế trôi đi với những nhọc nhằn mưu sinh nơi đô thị phồn hoa. Thấm thoát mình và anh đã sống cùng như thế được 7 năm. Đó là một khoảng thời gian thực sự đủ dài cho một mối tình. Những lúc hai người vét sạch mới nổi 20 nghìn Những ngày mưa nằm ôm nhau và nghĩ về tương lai tươi sáng Những buổi tối mình ngồi đợi cơm khi anh phải tăng ca Rất rất nhiều những kỷ niệm hai đứa đã có với nhau Cả đứa con vì nghe lời anh nên mình đã bỏ đi khi chưa kịp ra đời Đã khiến mình luôn coi anh là chồng của mình Cho dù hai đứa chưa đăng ký kết hôn Cũng chẳng tổ chức đám cưới để bố cáo với mọi người Thế nhưng năm nay mình cũng đã 29 tuổi rồi, cái tuổi chẳng còn lý do gì để trì hoãn cho việc kết hôn nữa, nhất là khi hai đứa đã yêu nhau ngần ấy năm và sống cùng nhau 7 năm như vợ chồng. Khi mình 25 tuổi, anh nói mình vẫn còn trẻ để làm đám cưới, rồi lúc mình 27 tuổi, anh nói anh muốn phấn đấu sự nghiệp thêm. Ngoài ra thì hai người sống như hiện tại cũng rất tốt, đám cưới hay gì khác chỉ là hình thức thôi. Mình nghĩ cũng phải, chỉ cần trái tim anh luôn thuộc về mình, thì đám cưới sớm hay muộn hơn một vài năm cũng chẳng phải là điều gì to tác. Cứ thế vì yêu anh, mình đã chấp nhận sống bên anh như vợ chồng. Nhưng thực ra lại chẳng có danh phận bao năm qua Chấp nhận chờ đợi anh tới bây giờ Cắn răng bỏ đi đứa con Chỉ vì anh không muốn có con vội Muốn cuộc sống khấm khá hơn Để nuôi dạy con với điều kiện tốt nhất Nhưng hiện tại Mình đã 29 tuổi Mà anh vẫn còn lưỡng lự chuyện trăm năm Giữa lúc tâm trạng đang chán chường và bế tắc như thế, thì mình vô tình biết tin anh có người mới, là một cô nàng trẻ trung xinh đẹp, người thành phố, nghe nói gia thế cũng khá giả. Lúc biết tin, lòng ngực mình như bị ai dán một cú nặng ngàn cân, cảm tưởng không thể thở nổi nữa, mãi mới cất lời hỏi được anh. Những mong anh sẽ phủ nhận, thì ai ngờ anh im lặng gật đầu, dù giây phút đó chưa nói chia tay, nhưng trong lòng mình đã có dự cảm rất xấu về tình yêu, nên ngất liệm đi phải vào viện cấp cứu hai ngày mình nằm viện anh luôn túc trực nhưng nhìn vào ánh mắt trốn tránh cộng với sự im lặng của anh mình biết mọi sự thế là hết rồi y như rằng ngày mình ra viện anh đã nói lời chia tay với lý do anh đã yêu cô ấy mất rồi có thể anh yêu con người cô ấy tuổi trẻ và vẻ đẹp của cô ấy thêm vào đó là cả gia thế của cô ấy những thứ mà cả đời này mình cũng chẳng thể cho anh nổi. Lúc đó uất ức vì bị bỏ một cách phủ phàng, nghẹn đắng vì tình yêu bao năm bỗng chốc tan vỡ trong tay một cô nàng anh mới quen chẳng bao lâu. Nên mình đã chỉ thẳng mặt anh, nhục mạ không thương tiếc bằng những lời lẽ nặng nề nhất. Bảy năm qua, mình có tiếc anh điều gì? Trao cho anh tất cả trái tim và thân xác, coi anh như máu thịt, quãng thời gian tuổi xuân đẹp nhất của đời người con gái cũng dân tặng anh vậy mà giờ anh lại đem lòng yêu người khác rồi chỉ bằng một câu nói chia tay là muốn vứt bỏ tất cả xong có lẽ vì bị động chạm tự ái khi mình chỉ trích nặng nề anh cũng lên giọng phản bác anh cho rằng em đã suy nghĩ hơi lệch lạc vấn đề rồi yêu và chia tay vì một lý do nào đó là chuyện hết sức bình thường khi anh hết yêu em và yêu người khác cũng chẳng phải là vấn đề đạo đức đó là quyền tự do về mặt tình cảm thôi em ạ à. Những thứ tốt đẹp em đã dành cho anh Anh cho rằng tất cả đều là tự nguyện Anh đâu có kệ giao vào cổ ép em làm đâu Anh cũng đã trao cho em tình yêu chân thành Đối xử tốt với em Bao năm bên nhau anh không có người khác Về kinh tế chúng ta cũng rất độc lập Giờ hết yêu anh đã thẳng thắn nói cho em biết Không nhì nhằn để làm khổ em thêm Thiết nghĩ anh không làm điều gì hổ thẹn với lương tâm mình Còn chuyện đứa con của hai đứa Anh rất tiếc Nhưng đó cũng là chuyện quá khứ rồi Nghe những lời anh nói Mình đờ đẫn cả người chỉ biết thốt lên câu hỏi duy nhất Chúng ta đã sống thử với nhau 7 năm đó anh biết không Trái ngược với sự đau đớn Từ trong xương tuổi của mình Anh lại chỉ cười nhạt Sống thử 7 năm thì sao Chúng ta đã chăm sóc cho nhau lên giường với nhau Anh nghĩ đó là những thứ mà một cặp đôi không sống thử cũng làm Vậy thì em quan trọng hóa chuyện sống thử làm gì Chưa nói tới chuyện tất cả Đều là em tự nguyện Đến lúc này thì mình không thể nói được gì nữa rồi mọi người ạ à. Những điều anh nói Mình chẳng thể bắt bẻ được câu nào Vì đó là hoàn toàn là sự thật trách anh sao cũng không hoàn toàn có lẽ mình nên trách bản thân mình nhiều hơn như anh đã nói đều là mình tự nguyện tự nguyện dấn thân quá sâu vào mối tình này để giờ đây bước ra thì chỉ tự khiến bản thân chằng chịt vết thương kể cho các bạn nghe về cuộc đời làm bác sĩ của mình nha. Nói chưa học hành chăm chỉ suốt bao nhiêu năm chứ chẳng biết đến yêu đương là gì. Vậy mà cũng có ngày bị mấy em phi công làm cho mê như điếu đổ. Thích lắm, thích lắm. Chào mọi người, mình là một bác sĩ khoa nam. Cũng chưa được đứng ra làm chính thức vẫn theo thầy. Nhưng mà luôn được thăm khám và thực hành. Nhưng có duy nhất một trường hợp là mình nhớ nhất thôi, đó là trường. Hôm đó vẫn như mọi ngày thôi. Mình cùng bác sĩ trưởng khoa thăm khám cho bệnh nhân. Vừa gọi đến tên trường, lẽ mấy đã đi thẳng vào bàn tư vấn rồi rất tự nhiên chào hỏi đúng như người có kinh nghiệm luôn nên vừa đặt đào xuống là bắn liên thanh bác sĩ ơi cháu bị đau một bên mà cũng không biết tại sao đau nữa tự nhiên thấy nó sưng sưng đau đau cháu sợ quá nên đến gặp bác sĩ ngay mà cháu là cháu chưa abc bao giờ trai tươi ngon mơn mởn luôn bác sĩ đoán xem là cháu có bị gì không ạ à? mọi người nghe thấy tức cười không bác sĩ đoán xem em có bị gì không má ơi phải khám chứ ai đoán bao giờ em cố gắng nhịn cười dẫn trường vào bên trong để thực hiện khám sơ bộ bên ngoài nhìn thấy em vào cùng là trường dẫy nảy lên bác sĩ ơi chị này giúp cháu hả Sao lại là nữ à? Bác sĩ vào khám cho cháu đi. Cháu không thích nữ đâu. Nghe thấy nói vậy, thầy mình cũng bất lực đi vào trong. Nhưng em trai đâu có biết là em sẽ được sờ soạn hai lượt một lần là thầy hai là mình đâu. Thầy mình vừa xong thì cũng tra hiệu cho mình vào nắng thử. Mình xem bên phải, nhìn bên trái. Kể ra thằng bé này cũng ổn đó chứ. dáng đẹp, rất vừa tay, ok đó chứ. Làm xong thủ tục cơ bản thì thầy đi ra bảo em bảo em trai đi qua phòng siêu âm với xét nghiệm một số thứ để biết chính xác xem có bị gì hay không. Em trai cũng nghe lời mình chỉ đâu em ấy làm theo đấy. Đến lúc nằm trên giường siêu âm, thằng bé lại tiếp tục kể chuyện lần đầu đi khám cùng bố vừa sợ vừa trung. Giờ thì quen rồi, còn biết giữ tay bên phải, đưa em sang bên trái để mình siêu âm nữa. Nói chung là rất ngoan, cuối cùng bác sĩ cũng kết luận lại là cái đau đó không ảnh hưởng nhưng mà cần phải cắt bâu quy đào bởi vì nếu cứ để như thế thì cậu bé dễ bị ấm lắm thằng bé nghe thấy thì phải làm phẫu thuật thì cũng tiếp nhận luôn bác sĩ làm ngay cho cháu với việc gì có thể không chứ mà những gì liên quan đến nòi giống của cháu là cháu quan tâm lắm vậy hôm nay cháu nhập viện luôn bác sĩ ha mình và thầy bật cười đúng rồi làm thủ tục luôn đi làm cái này cũng nhanh mà cháu không cần lo lắng quá đâu cứ thoải mái em trai gật gù đồng ý ngay và thế là mình được giao nhiệm vụ phụ trách trường hôm nhập viện cậu ấy ngoan như cúng cứ thấy mình là sẽ hỏi chuyện xem là phẫu thuật có đau không hay có bị thế nọ thế chai không còn dặn mình có mệnh hệ gì là gọi cho bố em ấy ngay lập tức nữa cũng đáng yêu phết Trước khi làm cái gì thì cậu ấy cũng nhét vào mình chút kẹo rồi bảo quan tâm đến em ấy hơn nha. Vì là tiểu phẫu nên cũng rất nhanh, ca phẫu thuật thành công mỹ mãn, sau một vài tiếng là có thể đi lại được rồi. Nhưng mà thằng bé buồn cười lắm, nhìn nó đi mà hai chân khồng khèo như mấy con zombie trong game hoa quả ấy. Nhìn cưng thật sự, trường thì nằm viện có 3 ngày thôi mà đáng yêu xỉu. Vào đúng đợt 8 tháng 3 nên cậu ấy cầm hoa đến tặng mình, còn dặn bố chuẩn bị cơm trưa cho mình nữa. Lần đầu mình thấy trung động với một bé như vậy. Hôm ra viện trường cũng xin phở bò của mình để kết bạn nói chuyện, mấy ngày đầu thì khoe về chuyện đi lại bình thường, mấy ngày sau trường đề cập thêm về cậu nhỏ của em mấy lớn khỏe thế nào, trời hứa là sẽ kiểm tra lại cho chắc nữa. Cứ lâu lâu một hai tuần cậu ấy lại qua viện rồi đưa em đồ ăn, đồ uống, quà, hoa để em cảm thấy vui. Tối muộn thì trường đợi em tan ca rồi cùng nhau đi ăn, đi lượng phố. Cứ thế chúng mình cũng hẹn hò với nhau và yêu nhau sau 3 tháng. Mình rất là thích năng lượng của trường. Nói nhiều cực kỳ nhưng không bị khó chịu. Cũng rất tinh tế nữa. Dù thua mình 7 tuổi, nhưng mà trường luôn luôn chăm chỉ nấu đồ ăn mang đến viện cho mình, bất kể ngày hay đêm con video mỗi khi mình trực và lần đầu tiên của em ấy cũng trao cho mình cứ bảo là còn trẻ với lần đầu không có kinh nghiệm mình sẽ hướng dẫn em ấy thật tốt nhưng không mình đã lầm nha cái thứ vừa tay ấy thật sự rất là tuyệt vời luôn lần đầu tiên mà khỏe cực trường còn khoe là em xem nhiều đọc nhiều chỉ đợi đến ngày thôi đấy em sẽ là một người đàn ông tuyệt vời nhất của chị và đúng là tuyệt thật đêm đó mình lên xuống liên tục mà mê luôn ấy thích lắm làm phát nào dính phát nấy luôn mê nha không uổng là cậu nhỏ mà mình chọn từ lần đầu tiên nắm vào vừa khít vợ chúng mình yêu nhau được hai năm rồi cũng sắp cưới nữa trường lúc nào cũng tự tin bản thân mình là người đàn ông tuyệt vời còn hứa hẹn khi cưới mình về sẽ cho mình thăng hoa không xuống nổi vì coi thường người trẻ ít kinh nghiệm Tự nhiên thấy lấy chồng trẻ nhiều lợi ích quá, vừa được nuông chiều, vừa được trẻ trung, lại còn được chiều chuộng nữa, thích ghê, lần đầu mở lòng mà được quả phi công quá chất lượng. Thời còn đi học tôi có yêu một người con gái rất xinh đẹp, em ấy tên Ngọc, người yêu tôi là cô gái hướng nội, ít nói nên em ấy ở trọ một mình. Trước nhiều lần tôi bảo em ấy dọn về ở chung với tôi cho tiện bề chăm sóc nhau, nhưng mà Ngọc không chịu, em ấy sợ cuộc sống ở chung sẽ ảnh hưởng đến tương lai, nếu lỡ như chúng tôi không thành đôi. Tôi nghe vậy thì càng quý Ngọc, chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ lợi dụng em ấy. Yêu nhau một năm, số lần tôi ghé vào phòng em ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng ngược lại em ấy thường xuyên đến nhà tôi chơi. Do tôi ở một mình, nhà ở trong khu chung cư nên khá yên tĩnh, ít ai chú ý ngọc nấu cơm dọn nhà rồi cùng tôi tận hưởng những cảm xúc ngọt ngào bên nhau coi đôi lần chúng tôi cũng làm chuyện ấy nhưng đều là ngọc chủ động chúng tôi có thể nói là giống như một cặp vợ chồng son mấy hôm trước ngọc bị ốm sốt tôi lo lắng nên xin nghỉ việc rồi ghé phòng trọ chăm sóc cho em ấy trong lúc lục tìm mấy viên thuốc hạ sốt tôi vô tình nhìn thấy một cái túi đen được cất cẩn thận trong góc tủ đồ quá tò mò nên tôi mở ra xem không ngờ trong đó là hộp ba con sói đã dùng vài cái Thật sự Ngọc ở một mình thì dùng ba con sói với ai? Nếu nói là dùng với tôi thì không phải. Vì cũng mong có baby để cưới nên chúng tôi không dùng thứ này. Tôi sửng sốt liếc nhìn Ngọc. Em ấy đang nằm bẹp trên giường, có vẻ không biết tôi đã lục ra thứ không nên thấy. Cố giữ bình tĩnh tôi mang thuốc và nước ấm đến cho Ngọc uống. Uống xong Ngọc bảo, anh ơi em đói, xuống lầu mua giúp em hộp cháo sườn đi. Chạy đi mua cháo cho Ngọc mà đầu tôi nghĩ đến chuyện Ngọc sẽ giấu chiếc túi màu đen kia đi. Thế nên là mua cháo xong tôi kiểm tra lại chiếc tủ ngay. Quả thực cái túi màu đen đã biến mất. Vậy chắc chắn là phải có bí mật đen tối gì đó Ngọc mới làm vậy. Tôi vẫn giữ thái độ chưa biết gì. Nhỏ nhẹ nói với em ấy, Ngọc này, anh thấy em đang ốm ở một mình cũng không ổn. Nhà anh bị thấm tường, đang sửa chữa. Anh dọn qua ở với em vài ngày. Bao giờ ban quản lý chung cư thông báo sửa nhà xong thì anh dọn về. Được không? Đang nằm trên giường bệnh. Ngọc đột ngọc ngồi dậy bật hét lên. Không được, anh thuê tạm ở đâu đi. Chưa phải vợ chồng thì không ở chung ở chả gì hết á nói xong thì mặt em ấy đỏ gây nhìn rất khó chịu tôi trấn ngang bảo là sẽ theo ý em ấy muốn nhưng mà ngọc làm sao biết được là tôi có bạn ở dãy nhà đối diện nên xin ở nhờ vài ngày để tiện theo dõi em ấy ôi em người yêu xinh đẹp hướng nội của tôi thế mà lại là một con người khác hoàn toàn em ấy thường xuyên khoác vai một gã đàn ông đáng tuổi cha cười nói vui vẻ đi vào trọ có hôm em ấy còn mặc váy hở hang lên xe của ông ta tôi không thể tin những gì vừa chứng kiến Hỏi thăm xung quanh thì tôi mới vỡ lẽ Người đàn ông đó là bố đường của Ngọc Lúc biết sự thật Hình tượng cô gái ngoan hiền của Ngọc hoàn toàn sụp đổ trong lòng tôi Trong lúc bấn loạn tôi chặn số liên lạc Quyết định không qua lại với em ấy nữa Nhưng mà sự biến mất lâu ngày của tôi đã làm Ngọc lo lắng Em ấy đến nhà chất vấn tôi Tại sao lại chặn em Anh không hài lòng gì về em thì nói thẳng ra đi tôi không ngần ngại mở điện thoại cho ngọc nhìn bức ảnh em ấy khoác vai người đàn ông đáng tuổi cha bước lên xe hơi ngọc nhếch mép cười tưởng gì em và anh chưa kết hôn em qua lại tìm hiểu nhiều người thì có vấn đề gì đâu nghe vậy tôi nhịn không được bèn hỏi thế em nói sao về hợp ba con sói cất trong cái túi màu đen hả biết đã bị lộ rồi ngọc cười rất lớn rồi bảo anh chẳng bao giờ chủ động chuyện ấy với em đã vậy khi em chủ động thì chỉ biết một tư thế chẳng có gì mới mẻ hết anh có biết là anh vừa nhạt vừa yếu không Em làm baby cho ông ta vừa có tiền vừa được thỏa mãn. Tội gì em không làm. Mà anh yên tâm đi. Hợp đồng của em và ông ta đã kết thúc rồi. Em chỉ yêu thương mỗi mình anh thôi. Giờ mình cưới nhau đi. Em đảm bảo là chỉ biết mỗi mình anh thôi. Những lời này chỉ có lú mới tin. Em ấy chê tôi yếu mà còn nói là sẽ chung thủy. Tôi mà cưới em ấy thì đầu sẽ thành con nhím luôn quá. Nhưng mà nói chia tay thì nhẹ nhàng quá. Mọi người có cách nào trả thù hả hê không? Không biết là ai đã gặp trường hợp tâm linh đáng sợ như tôi chưa Chứ đợt này á tôi cứ bị rén khi mà vào bệnh viện á mọi người Đúng là nghe nhiều chuyện ma quỷ bệnh viện nhiều rồi Nhưng mà bản thân chưa gặp thì vẫn bình tĩnh lắm nha Ai ngờ có ngày sẽ dính cơ chứ Hôm ấy thì bà tôi bị bệnh phải vào bệnh viện Mọi người trong gia đình thay nhau ở lại chăm sóc cho bà Tối đấy thì tôi tình nguyện ở lại nằm chăm sóc cho bà Ví dụ gì thì mai tôi cũng không đi làm Cả nhà ai nấy đều kinh doanh Cho nên mỗi người đều phải dậy sớm hết Tôi không phải gái chứ Mấy chục năm sống trên đời Tôi ngoài sợ rắn rết ra Thì tôi chả sợ cái mẹ gì Vì mấy chuyện tâm linh ma quỷ Tôi cũng không có sợ đâu Vì tôi nghĩ là không có thiệt Thì sợ làm gì Để là gái trước khi chuyện ấy xảy ra thôi Đến khi nó xuất hiện rồi thì Ôi ơi, ôi, ôi rồi Ám ảnh sợ tụ cả quần luôn nè Tôi còn nhớ Lúc ấy tôi nằm ở ngoài hành lang Lúc ấy thấy cũng đông người nhà ngồi ngoài này Cho nên tôi cũng tự tin ngủ thiếp đi thôi đang ngủ thiêu thiêu Tự nhiên bên tai im ắng lạ thường nha Mà tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là Ừ thì tối rồi Ai cũng chăm sóc người nhà mệt mỏi Nên im vậy thì cũng là chuyện bình thường thôi Đó, đang ngủ rất sâu Tôi bị ai đó vỗ vai cái bớt thật là mạnh luôn Lúc mới tôi bị hết hồn mà Giật mình tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh Không hề có một bóng người luôn Ủa tự nhiên thấy cũng hiu hút Cũng sợ sợ nha Mà cơn buồn ngủ nó cứ vồ vập vậy đó Cho nên tôi cũng không quan tâm lắm đâu Đi ngủ tiếp đang ngủ, tôi lại bị đập vào vai rất mạnh nữa Ngó lên, thấy bóng dáng một ai đó Mà tôi cũng không nhìn rõ mặt được Họ bảo là chỉ họ cái phòng hồi sức gì đó Mà mình cũng có rõ đâu trời Thế nào vẫn đi theo chỉ họ như đúng rồi luôn Đang đi mấy bước Thì có một người đàn bà nào đó hét lớn lên Quay lại mau, ai cho đi theo Đó, thế là mới giật mình nhìn lại Lúc này bừng tỉnh trong giấc mơ thực sự nha Mở mắt ra thì điện vẫn sáng mọi người Nhìn quanh thì vẫn có một số người nhà nằm ngủ thiếp trên ghế Thế là tôi mơ trong giấc mơ luôn hả mọi người Mà hình ảnh trong mơ nó y như thiệt nha Cái cảm giác đập vào vai nó vẫn thể hiện rõ như in luôn Tự nhiên ngờ ngỡ cái giấc mơ ấy nó không phải giấc mơ bình thường đâu Bắt đầu da gà da dịch cứ thế mà tự động nổi lên Sợ hãi quá mà Cho nên vào phòng bà xem là còn trống không mà nằm ké Chứ nằm ngoài hành lang nữa Chắc là sợ không còn hồn luôn á rồi nhìn quanh thì đúng là có giường trống Chắc là có một số người trốn viện đi về nhà nè Thế là tôi thoải mái nằm cái giường trống ấy Mà không nghĩ lại thêm kiếp nạn gì hết á Đang thiêu thiêu yên tâm ngủ thiếp đi Thì tôi bị kéo chân Rồi cái lúc mà giật mình nhìn lại á Thì người đàn ông hét lớn Ai cho mày lấy giường tao? Cút mau! Mà cái ánh mắt hung dữ lắm nha Mặt cứ phải tợn Rồi ánh mắt cứ nhìn chòng chọc, chọc Nhìn không giống một con người Tôi hút khoảng bật dậy Thì thấy bản thân nãy là đang mơ Mơ kiểu này là biết giường này không dành cho tôi nữa rồi Cả đêm ấy Tôi chỉ dám xách ghế ngồi cạnh giường bà Chứ không dám đi ngủ thêm một lần nào nữa Mà thiệt nha Nghe nhiều chuyện trong bệnh viện rồi Tôi cứ nghĩ mọi người dọa cho vui Này bản thân mình được trải nghiệm Thì thấy không phải dọa thiệt rồi Sáng sớm có người nhà đến Tôi kể lại trường hợp bản thân gặp á Ai nấy cũng bảo tôi may đó chứ Vì giấc mơ được bà nào đấy kêu lại Chắc là người nhà cứu Chứ không á là cũng đi thiệt chứ không có đùa đâu Trời ơi tôi nói thiệt nha Trong lý sợ hãi của tôi đã có thêm ừ, ấy rồi đó mọi người Dù có trai tráng như nào gặp trường hợp này Cũng khiếp vía thật sự